tài chính, có tiền mà đẹp đẹp chân dài mà gọi là trường túc bất chi lao là thầy lao nhau để thầy chỉ cho, thầy chỉ từ sớm tới chiều. Còn ở đây các chị em nào mà phụ nữ mà còn trinh á, còn cái ngàn vàng nó nhớ đi cúng dường cho thầy, bây giờ đi cúng cái ngàn vàng đi cúng cái ngàn vàng cho thầy nha. Hồng Hoàng còn trinh không, đi cúng cái ngàn vàng cho thầy đi. chứ chị có người bạn đó, có đứa con đi cúng cái ngàn vàng cho thầy đó, cúng dường rồi đó. Rồi cái đi lên đó, đi học theo, nhờ tôi nhờ thầy vậy. Tại vì con người mình, các anh chị, mình không hiểu á, thí dụ mình không hiểu người ta một cái điều gì đó, các anh chị tự bi đi, các anh chị tự nhiên sống á, sống bình lặng á, tức là không hơn thua, ai nói giận chút xíu thôi, đừng giận hoài. Rồi tự nhiên cái tri thức, cái trí tuệ mình từ từ nó dâng trào lên. Giống như mình hiểu pháp, biết pháp, thì mình phải cùng tới cái hành pháp. Nhưng mà mỗi con người cái căn cơ, nếu mà ai cũng đi tu hết, ai cũng dường, đúng không? Ai cũng đi tu hết, rồi cái người nào giúp cho người tu để người ta thành được đắc đạo, để trở thành là chánh quả. Cho nên ngồi ở đây cái ông thầy đó nè, ổng lên ổng cứ ngồi nè, tất cả các Phật tử hãy tu đi, hãy tu đi. Phật tử mà tu hết, các ông lấy cái gùng què gì các ông ăn, mà các ông hở kêu người ta tu, giờ tu không có làm gì đâu được ra tiền, phải không? Tu không ai làm ra tiền hết trơn á. Tu thì cỡ như Thích Minh Tuệ thì quý vị thấy đi, ông đâu có đi làm gì, ông chỉ lo con đường bộ hành tu tập của ông để cho trở thành con người, để trở thành được chánh quả thôi. Thà là tu vậy để mình nuôi mình không có tiếc. Còn cái miệng của nó kêu mình đi tu, mà nó ác như quỷ vậy đó mà nó kêu mình đi tu. Giờ tôi hỏi ngược lên nè, giờ mấy ông kêu tôi đi tu đó thì ai cúng dường cho mấy ông? Nhưng cái ở đây họ không nói vậy, mà họ kêu mình cố gắng tu tập để cúng dường đi. Cái đó là cái chỗ ngặt, cái chỗ là nó cúng dường đó. Cúng dường đó mới là tu đó. Cúng cho Tam Bảo càng nhiều. Tam Bảo là gì? Cúng cho Phật, cúng cho Pháp, cúng cho Tăng. Ba cái cúng ba Phật, Pháp, Tăng là mấy ông hưởng hết. Cúng Phật là Phật, Pháp, Tăng đó. Đó, tức là mình cúng cho Phật, mình cúng cho Pháp. Tại vì Phật là người, Phật là người là đưa ra cho Tăng để thuyết Pháp đó, gọi là Pháp đó, Pháp Tăng đó. Rồi đó mình cúng cho Phật, mình đại diện cho Phật. Mụ tu Máp Táp Cô diệt bọn ăn chặn, mụ tu Máp Táp Không. Trời đất ơi, ta nói chuyện nghe, ta nói nghe xem mình nó lọt cái lỗ tai ghê luôn á. Tối ngại vậy đó, người ta không có chấp nhận nghe mình nói đâu. Cái xã hội này nó kỳ lắm. Thà là vậy chứ vô nghe ông thầy tu nói gì cũng nghe chân vỗ tai nha. Ngồi nhiều khi mấy má ngồi ngủ gục vậy nè. Các con có biết không? Các con có biết như thế hào nào không? Các con phải sống như vậy nè. Cái nhà của các con ở, bây giờ các con hiến, các con cúng chùa hết đi, chắc chắn một điều, kiếp sau các con sẽ có 7 cái nhà ở, đúng không? Cái mấy mà, đúng không nào? Đúng không nào? Đúng không? Cái bài ngủ gục, nghe vỗ tay cũng giật mình, ngồi vậy vỗ tay vậy đó. Chứ không có biết cái đúng cái sai, cái suy luận là gì hết trơn quý vị. Bởi vì tôi nghĩ tôi nực cười, tôi thích vô ghi hình những cái hình ảnh đó. Ngồi nha, mà nghe ngủ gục kìa nè, ngồi ngủ rụt lên rụt xuống vậy nè, giật mình nghe người ta vỗ tay lớp bóp, giật mình cái gì cũng vỗ tay. Cái kiểu cái con người nó làm sao đâu á, mà vô đó nghe tôi mới bị cái gì đó, bị cái thế lực nhờ biết sao đó, là bắt đầu là được có công đó. Giờ tôi hỏi quý vị nè, đi đâu hay ăn gì mặn gì, tiền của mình mua, tiền của mình làm chích mẹ mình vậy đó, một ít đi dự định mình vô chùa để làm gì? Để xin cái sự bình an. Cái bình an nó không có chứ vô đó toàn bị bất an. Bất an tối ngày mấy ba ngồi thuyết pháp trên trời dưới đất không. Thuyết pháp nghe tôi nói thiệt, tôi nghe tôi mắc cười. Mà tôi công nhận thôi, cái ông thuyết pháp đó nha, cái mấy thầy, thằng thầy nó thuyết pháp đó nha, tôi không có mệt, mà tôi không có buồn cười. Mà tôi buồn cười mà tôi khen, tôi không khen luôn, mà tôi khen mấy người với ngồi với nghe đó. Tôi công nhận đó. Ngồi với mà nghe đó, cả mấy giờ đồng hồ đó, nói chuyện không có hợp lý, vậy mà cũng vỗ tay rần rần lên mới ghê chứ. Là mấy cái câu chuyện đó. Bây giờ quý vị thấy ngày hôm nay đó, cái tên sàm sư của Thích Chân Quang, gọi là Vương Tấn Diệt, thằng Vương Tấn Diệt ngày hôm nay đó, đó là cái hậu quả của nó.
Đầu tiên là cái kết quả của nó, cuối cùng là cái hậu quả đó. Có nguyên một cái bọn đó bây giờ nè, mấy cái con bê thui nè, rồi những cái thành phần nào mà đứng mà để bảo vệ tích dân cư ra mặt hết chưa, ủng hộ bất chấp, ủng hộ bất chấp chứ không hiểu gì hết đó các anh các chị. Giờ tôi xin hỏi, giờ có một cái thành phần nào đứng ra để bảo vệ cho thầy mình, để ra bảo lãnh tại ngoại cho thầy về không? Nè, cỡ cái con Angula nè, Phương Trinh nè, cái con Bê Thui nè, còn nhiều cái con khác nè. Sự nghiệp tương lai quá nhiều mà đi theo một cái thằng đó. Rồi bây giờ có con nào, thằng nào đi ra đó để xin tại ngoại cho thầy chưa? Có chưa? Có em nào chưa tại ngoại không mà lên ta lấy binh bất chấp, binh bất chấp, binh không còn con đường để binh nữa, cái rõ ràng ta thấy không có cái chỗ nào mà chạy nổi hết trơn mà binh bất chấp, đụng một cái là bắt đầu tại bị lỡ, tại cắt ghép. Cái thời gian gần đây cũng nhiều cái thành phần cho rằng là cắt ghép nhiều thứ lắm, trình độ cỡ giáo sư tiến sĩ còn nghe theo mà. Đúng rồi, giáo sư tiến sĩ còn nghe theo răm rắp vậy đó, ngồi nghe răm rắp vậy đó. Mà tôi không biết cái trình độ giáo sư tiến sĩ, giáo sư tiến sĩ mua bằng hết à anh ơi. Bây giờ anh nghĩ đi, hễ 10 giáo sư tiến sĩ thì chỉ có một người học chính quy thôi, còn bao nhiêu mua học chi chó cực, ngồi ta bỏ tiền ta mua, ta lấy cái bằng ta bỏ ông túi không sướng sao? Đó cỡ như mấy thằng sầm sư đó, có thằng nào nó có bằng thật đâu, không nào có bằng thật hết trơn đó. Cỡ như quý vị thấy đó, cỡ như Thích Từ Từ đó, nó mấy cái bằng mà bằng đó là bằng gì, bằng lộn lưng quần, bằng gì tự nhiên mắc cười đó quý vị. Nó có một cái nè, để tôi giải thích cho quý vị nghe, cái chuyện này nó buồn cười lắm nè. Tiến sĩ giáo sư Phật học mà học ở Bali, Bali cấp, mà học ở bên Ấn Độ, Ấn Độ cấp, thì nó đâu có giá trị với Việt Nam, phải không? Phải có giá trị về Ấn Độ đó, có giá trị Ấn Độ. Tự nhiên học bên đó cấp, bên đó cấp. Nó có một cái chỗ này nè, tôi hỏi quý vị nha, đi ngoài lề chút xíu nha, giống như cái cô nghệ sĩ Bạch Tuyết miệng rộng đó. Cổ là giáo sư tiến sĩ về môn kỳ nghệ thuật cải lương, để nói cho quý vị nghe hiểu luôn. Như cái môn nghệ thuật cải lương thì nó xuất xứ từ đâu? Nó ở đất nước Việt Nam, mà xuất xứ cái nguồn gốc cải lương là nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở Huế cung đình đó. Ngày xưa là cung đình đó. Sau này Cao Văn Lầu đó mới về là xuất xứ từ cái Cao Văn Lầu, còn cái môn nghệ thuật cải lương là ngày xưa cung đình ở Huế. Cái xuất xứ thì gọi là cái văn hóa nghệ thuật nó nằm ở Việt Nam, gọi là cái văn hóa nghệ thuật mà, là cái môn cổ thành. Nhưng mà bà cái mẹ này thì mẹ đi qua Nga qua đâu học, bà có cái bằng cấp. Ủa mà bên đó ai biết dạy cải lương ta? Tiếng Nga, tiếng Mỹ, tiếng Anh ai biết dạy cải lương? Các anh chị biết không? Nhưng mà có bằng bên đó. Tôi thấy nhiều cái nó ngộ. Thì cũng giống như mấy ông mà giáo sư tiến sĩ Phật học nè, đúng không? Ai chung đất mà hết bệnh, uống chung đất mà hết bệnh. Giáo sư tiến sĩ, bả điệu gần chết. Giáo sư tiến sĩ học Phật. Hello em chào anh. Mà tại sao không ở Việt Nam không có cấp? Theo đúng giáo hội Phật giáo phải cấp chứ, giáo hội Phật giáo phải cấp cái bằng đó. Tại giáo hội Phật giáo tự nhiên đi qua Bali học, đi qua bên Mỹ, bên Pháp học Phật, nó có cái bằng. Mà cái bằng nó chứng chỉ cái người đó. Thì tại sao ở đâu mình cũng có giáo hội mà, tại sao mình học từ giáo hội ra thì giáo hội phải cấp cho mình chứ, bằng tiến sĩ nè. Thở nay giáo hội Phật giáo mà đi học ra thành tiến sĩ luật. Ủa tự nhiên học Phật mà đi ra tiến sĩ luật là làm sao? Cho nên quý vị cũng hiểu cái điều đó. Giáo sư tiến sĩ chùa Phật Quang mà có bằng tiến sĩ luật. Vậy chị nói là cái bằng này là giáo sư tiến sĩ đã đạt được cái bằng học Phật á, thì mình còn còn tin tưởng vào đó. Tự nhiên học luật đi chớt quớt không, đi chớt quớt. Còn cái ông kia là giáo sư tiếng bằng kinh tế. Ủa tự nhiên đi tu có bằng kinh tế, thì bây giờ 100, 1.000 cái bằng gì đó chăng nữa, mấy ông có cái bằng gì đó chăng nữa, nhưng mà đã là cái ông đi tu rồi, những cái bằng đó nó vô hiệu hóa, nó không có giá trị gì hết. Mà chỉ có cái bằng gì
chỉ có cái bàn thờ thôi, không có cần cái bàn gì nữa, chỉ có cái bàn thờ thôi. Chỉ mấy ông á, mấy ông cần cái bàn thờ để thờ mấy ông lên thôi, chỉ cần cái bàn thờ là được rồi, chứ không cần bàn gì hết trơn để tôn thờ cái ông lên. Tự nhiên nó tào lao đúng không quý vị? Giáo sư tiến sĩ luật Vương Tấn Việt thì mình đi tu rồi mà, thì mấy cái bằng đó nó có giá trị gì? Tu là từ bỏ, cái bằng đó không có gì chân á. Còn như cỡ như là cái bằng của mấy cỡ như mà cái cô Bạch Tuyết á, tại vì sao? Thấy cái cảnh rồi bà lên bà ngồi bà giáo hóa đó, bà dạy đời, bà dạy chúng sanh tu thì nó có liên kết với Phật Pháp này nè. Thì cái đó là sai. Cái đó là nếu mà bà nói về nghệ thuật á, về cải lương á, thì tôi nghe, tôi ghiền cải lương mà. Tôi ngồi tôi nghe để tôi học 3 năm, 6 bắt đồ này kia thì hay. Còn nói mà học mà nói mà bà tự nhiên cái môn cải lương mà tự nhiên qua lên ngồi người ta dạy, người ta giáo hóa, kêu người ta phải tu đi, phải tu đi. Giống như cỡ cỡ cái con Bình Hương đó. Quý vị thấy cái con Bình Hương đó, mình đừng có tham. Dứt phát tiền bạc mình đừng có tham, cái gì của ai hết trơn á, trời đừng có tham. Vài bữa bể đàn chồng tham cả ngàn tỷ. Trời ơi, bây giờ mất tiêu luôn. Không có thấy cái hình bóng của cái con nữ đó nó lên trên mạng luôn. Mất tiêu luôn quý vị. Đó, thấy chưa? Không đi chuyên môn mà trước cái nghề của ông Mãi là nghề MC đó đà. MC đó không phải giỡn đâu. Truyền thông MC đó tự nhiên cái lên ngồi ngang cửa cái ngồi gọi là cái gì? Cái thần học số 7 gì đó hả? Cái con số chủ đạo số 7, số 6 vậy đó. Rồi bây giờ bữa nay tới cái cô Bạch Tuyết nha. Cha chả tên ấy ngồi nghe, má mấy ba ngồi vỗ tay ra rã, ngổ miệng thế đây. Có con biết không? Các con nghe mà cái miệng. Mà tôi thấy người ta biết nhưng người ta không nói, tại vì người ta nghĩ là bà này bà lớn tuổi. Thì thôi, người ta bỏ qua mẹ cho rồi. Chứ nói thật, cái nói chuyện nó không có đúng. Cũng giống như mấy thằng thầy chùa. Mấy thằng thầy chùa nó tào lao. Tôi cố gắng tôi phải đi học tập. Còn cái ông này, ông tu nè, ông chưa có học, chưa học Phật. Hồi đó giờ người ta đi tu thời gian người ta rồi, người ta đi học mấy ba. Tu thì không có học. Mà mấy thằng đi học thì không có tu. Có môn người ta đi học giữa chừng người ta cảm thấy cái chuyện đời họ bất mãn cái cuộc đời này quá. Thì thôi, người ta đi tu, người ta buông bỏ hết là tự đi tu. Em chỉ tin đúng, thầy Thích Minh Tuệ là số 1. Đó cũng như cái cuộc đời này nè. Tôi cảm thấy tôi tìm con đường giải thoát để con tu buông bỏ hết. Tôi bao nhiêu cái bằng đại học nó không quan trọng đối với cuộc đời của tôi nữa. Tôi bao nhiêu ngôi nhà không chứng thôi, tôi buông bỏ hết, tôi đi tu. Tôi bỏ sạch xanh hết, tôi đi tu. Như vậy mình mới trở thành cái chánh pháp. Chứ chánh pháp đâu phải mà ông đi tu là ông tự xưng ông có bằng luật. đi cãi lộn như ta hả? Có bằng luật làm chi đi bắt người ta hả? Hay làm sao? Đúng không? Tại đi tu cái chứng minh mình có cái bằng. Chứng bằng đó làm chi? Người tự nhiên giáo hội Phật giáo buộc phải có bằng mới được đi tu. Và bây giờ từ thời ông thời cha tới giờ á, thời Maha Ca Diếp á, ổng có bằng gì đâu. Ổng chỉ có cái bằng lòng để quyết định ông đi tu theo cái hạnh đầu đà của ổng thôi. Đức Phật đi tu, ông có cái bằng gì? Ông chả có cái bằng gì. Giấy tờ của thầy mà còn đốt hết. Đúng rồi. Tại vì tất cả mọi thứ đó mình đã đi tu rồi. Tất cả những cái vật chất, cái danh tiếng hay là một con người mình có nhiều thứ, có thành công trên cuộc đời này chăng nữa, là mọi thứ nó nằm trong sự vô thường. Bỏ hết. Tức là mình buông bỏ cái chức sắc của mình, buông bỏ cái chức của mình, buông bỏ cái giàu của mình, buông bỏ cái sự thành công của mình. Buông. Để đi tu giống như Ngài Thích Minh Tuệ. Ở đây các ông đi buông đâu? Các ông không buông, các ông vô tu để cho các ông có được cái chức phận, cái quyền tước để các ông ngồi lên cái ghế vàng, ngai vàng đó, để các ông lên các ông ngồi nói dốc, nói láo, nói xạo để móc túi, đi vòi túi để chúng sanh. Mà như vậy mà các ông có bằng gì? Cho nên bây giờ nếu giáo hội Phật giáo sau này có chấp nhận và chứng những người đi tu mà chỉ có cái bằng lừa đảo, có cái bằng hiến kế thì cứ việc đi tu. Còn nếu mà có mấy cái bằng đó để được chứng nhận với chúng sanh á, có cái bằng lừa đảo với bằng hiến kế thì ok, đi vô chùa ngồi thuyết pháp. Nói thật đi, chứ còn cái bằng luật, cái bằng tiến sĩ luật hay là cái bằng học luật hay là giáo sư tiến sĩ gì Bali, Ấn Độ đồ cấp rồi đó, cái đó nó không có giá trị, nó vô hiệu hóa. Tự nhiên tu ông chứng cái bằng đó chi tôi sợ hả? Hay là cái bằng cái bằng đại học kinh tế chi vậy? Đại học kinh tế thì làm gì cho nhau
mà kinh tế nó vô chổng để mở ra để làm ăn để buôn bán à. Cho nên bỏ cái vụ có bằng nghe mấy ông. Em chào anh gạo Sài Gòn. Chào anh. Nó không có cái giá trị gì hết trơn mà lo đó mà ngồi. À, cái bằng này nó phải vậy nè, cái bằng kia nó phải kia nè. Cảm ơn anh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nói mà ngồi mà nói, cái bọn sầm tăng, quý vị nói cả đời không hết chuyện. Không hết chuyện. Nói cả đời không hết chuyện. Mà ngồi thì nói chuyện làm ăn á thì nói con chút hết. Mình nói chuyện cỡ thầy chùa là nói cả đời không hết. Không bao giờ hết chuyện. Cái câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ á, vừa rồi á, thầy đi bộ hành trở lại đó quý vị. Quý vị thấy không? Có một cái sơ nhóm đệ tử để cùng thầy để đi bộ hành. Mà giờ cái vài bữa sáng ngày cái bị mất tích. Mất tích cái không cho thầy đi. Nhưng mà tôi nói thật với các anh chị ha. Tôi chắc cho các ông bắt các thầy. Tôi chắc cho các ông ngăn đường của các thầy để đi tu. Mà các ông càng cấm, mấy thầy lại càng đi. Tại vì họ đi họ thấy họ đâu có phạm pháp. Các ông có cấm mà càng cấm thì vài bữa cái có ông sư mới. Hễ cấm cái vài bữa cái thêm có ông sư mới. Mà cái ông càng cấm nè, ở ngoài đường sau này đầy y phấn tảo á. Đầy y phấn tảo á. Đầy luôn. Các ông cấm đi. Các ông ngồi đó, các ông tha hồ, các ông cấm. Càng cấm là càng nhiều. Y phấn tảo đầy, nói về nghề từ thiện, thợ nhân ơi. À, cái đó để một xíu em nói. Từ ngày Minh Tuệ xuất hiện không cần nghe các ông giải pháp, cần chi nghe làm chi, cái pháp xà lơ nghe gì, có môn các anh chị mà bây giờ tôi hỏi nè, các anh chị cần biết quan hệ tình dục thì đâu cần tìm cái thằng Thích Từ Từ nữa. Đâu cần, bây giờ nó dạy cho giới trẻ thôi, bây giờ giới trẻ cần gì nó gõ Google nó học nó biết rồi, chị Google giỏi lắm, đâu cần phải học Thích Từ Từ. Thì Thích Từ Từ ra là quý vị hay gì không, chu cha ta nói cái rằm tháng bảy. Cái chùa nó vắng như cái chùa Bà Đanh luôn. Vắng tanh như cái chùa Bà Đanh chứ không có còn có chùa Giác Ngộ nữa. Ở quận 10. Mấy đứa nhỏ để đi ngang. Chùa cha ơi mẹ ơi cái chùa của cái ông đó gì đâu mà nó vắng tanh luôn luôn. Không có người nào mà đi vô bảo vệ không cho vô quay nha. Đi vô nhang là vô đốt thắp hương rồi thôi là bộ vô thắp hương đó. Nhỏ gái thì thôi không có ai luôn. Năm nay đâu có tổ chức sự kiện gì đâu. Đó, thấy chưa? Cho nên con đường tu tập của mình một khi á, một lần bất tín là vạn lần mất tín. Bây giờ không ai còn tin hết cả. Bây giờ không bất cứ không có người nào mà còn có niềm tin về tất cả những người này nữa hết. Thời của thợ tu đó đúng rồi đó hết rồi đó anh Sài Gòn. Tới giờ đúng rồi bây giờ đó tới ăn rồi. Ta gọi là ăn của người phải trả cho người. Cho nên quý vị tìm những cái clip mà thợ nhân đã nói từ trước tới giờ nó xảy ra giống như cái logic vậy đó, nó không lệch phát nào. Anh ăn của người anh phải trả cho người. Hồi trước á cô ba cỏ ngọt này cho tôi một tô cà ri, nhưng tôi nghĩ rằng tôi bằng mọi cách tôi phải trả lại cho cô một tô bún bò Huế. Đó là mình ăn thì mình phải trả. Còn ở đây anh muốn ăn của người ta mà anh không muốn trả cho người ta thì nó phải bị nghiệp quật thôi, tôi gọi là nhân quả chứ không phải là nghiệp. Nhân quả nó sẽ ập về với anh. Vậy hả bạn? Vừa lòng mình lắm. Đúng rồi. Không không có. Nhưng mà những cái clip mà quay qua là nói ở chùa này đi đó, rằm tháng 7 tức là những cái năm trước đó, thì nó có, nó trích lại đó, nó quay lên. Nhưng thật sự không phải là cái năm nay. Từ từ trả báo, nó chỉ quả báo tại vì nó thường nó ngồi nó thuyết pháp người ta luật nhân quả này kia hay lắm, nhưng mà giờ khi quả tới họ họ không biết, cái quả tới họ họ không biết, tại vì cái quả báo đó nó là nó đến với những cái con người mà những con người làm không đúng cái Phật pháp á. Tại vì sao cái Phật pháp con người họ luôn luôn họ theo cái Phật pháp nó rất là nhiễm màu, mà nếu nhiễm màu trong cái tư tưởng của mình làm đúng pháp thì nó sẽ nhiễm màu, còn làm không đúng pháp thì nó sẽ không bao giờ nhiễm màu đối với mình. Cho nên họ đem cái con đường ra họ lấy là cái Phật pháp, nhưng mà họ họ chế lại, họ chế là họ thuyết pháp theo cái kiểu khác.